Sen Ốc Ngược này, nơi mà các bạn trẻ, các bạn thường hay đi phượt, thường hay check in với nhau tại cái địa điểm này. Ba cái ánh sáng từ mặt trời gọi xuống, đó là thông lên trên đỉnh núi ở trên đó, giống như hai con mắt với một cái miệng á. Kính thưa cô bác, quý anh chị, Bùi Hồ đang trên đường đi đến huyện Trùng Khánh. Thì cái huyện Trùng Khánh thì nó phải đi qua những cái đồi núi cao. 3/4 của tỉnh Cao Bằng đều là đồi núi. Xung quanh cái con đường này thì đồi núi bao phủ. Phải nói rất là hùng vĩ thì những cái ngôi nhà, những cái bản làng họ nằm san sát với nhau. Ở đây thì chủ yếu là người Nùng nè, người Tày. Chạy như thế này cho cô bác quý anh chị sẽ thấy rõ. Đây không phải là đi du lịch mà đi để mà thưởng ngoạn, mà là đi để tìm một cái mới lạ trong nước Việt Nam, và đặc biệt là ở tỉnh Cao Bằng. Trời ơi trời, nhìn cái cảnh mê ly luôn á. Trời ơi. Hiểu tại sao anh Thành lại đầu tư một cái lay cam rồi. Vì một cái cảnh phải nói là đẹp mới hồn. Lên đây một không có lay cam là cũng là đáng tiếc à. Lâu lâu thì sẽ đi Trùng Khánh sẽ thấy đàn trâu nó thông dong đi ngoài đường như là đường của nó vậy. Đi sao là nó đi giờ. Trời ơi. Chị thì hành trình cũng khá là dài từ huyện Quảng Yên của tỉnh Cao Bằng. Thì Bùi Hồ đang có mặt tại hang Ngùm Nhau, là một hang cũng khá là nổi tiếng với những cái khối thạch nhũ tạo nên. Và đặc biệt là có một thứ mà cô bác quý anh chị chắc có lẽ là cũng khá là tò mò. Vậy thì ở trong này như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nhé. Thì ở đây là cái dãy núi hùng vĩ, rất là hùng vĩ luôn. Thì từ nơi mà Bùi Hồ ở được sự hướng dẫn của anh Thành thì hai anh em sẽ vào hang Ngùm Nhau. Anh Thành ơi, vậy tại sao ở đây mình gọi là hang Ngùm Nhau anh ha? Ngùm Nhau tức là tính địa phương đây, Ngùm tức là hang, còn Nhau là con hổ. Nói nôm na là hang của con hổ. Người dân ở đây nói tức là dịch ra theo nghĩa của dân địa phương ở đây là như thế. Vậy nó có nguy hiểm không? Không sao. Thường thôi. Trong hang đẹp lắm. Rất là nhiều hình đẹp. Tại sao gọi là đặt là hang hổ à? Cái này anh không hiểu được. Nên địa phương ở khu vực này họ nói chung là họ đặt tên từ trước rồi, từ thời các ông rồi đấy. Con có rất là lâu đời rồi đúng không anh? Lâu đời rồi. Thì anh em anh nói thì vào đây thì tầm khoảng mất khoảng 30 phút đấy, đi hết cái hang này thì sâu tầm 3 cây số, không ngờ là 3 km độ sâu vào đi vào bên trong cái hang này ấy. Chiều sâu khoảng 3 km hả? Khoảng tầm đấy. Thì có gọi là có cái nội quy của hang mà có quy định đầy đủ. Cùng nhau khám phá nha. Đây đi thôi. Cũng khá là hấp dẫn á. Đi hướng nào anh hả? Ở đây là một cái khu du lịch luôn ha. Nằm trong cái tour du lịch khác bản dốc đông Ngùm Nhau, làng đá Quỷ Khi ở ngoài thị trường làng cổ ấy. Được tiểu dân đến đây chơi du lịch, du khách đến đây chơi du lịch là tham 3 tour này là chủ yếu ở khu vực Trùng Khánh này. Nhưng mà cực mát luôn, rất lạ đấy. Ôi sao tự nhiên giống như là một cái luồng máy lạnh như ta. Đúng rồi, như điều hòa ấy, máy điều hòa. Nội quy nói chung là về một số nội quy trời ơi. Điều đặc biệt là hang này người ta gọi là, theo Bùi Hồ gọi thì nó như là cửa gió. Vì đứng ở đây ngoài, ở ngoài thì không khí rất là nóng, nhưng mà tự nhiên vào ở cái động này, ở một cái luồng không khí nó giống như là một cái máy lạnh. Cửa hang, đây là khu vực cửa hang. Ôi ơi, đặc biệt trời. Bây giờ mình xuống đây hả anh hả? Đi đó. Có ánh đèn đầy đủ mà. Có ánh đèn, ở dưới này có đèn hả? Trời ơi. Mát lắm. Dễ chịu luôn.
lạnh luôn á cô bác anh chị. Ôi ôi không hiểu tại sao lạnh lại lạnh như ta. Thì như cửa gió của cái cửa ra cửa bên kia. À. Của cái cửa vào. Ồ. Cái đèn pin lên mới được cô bác quý anh chị. Đấy thì theo anh Thành đó thì ngườm ngao thì nó là tiếng của người Tây. Có nghĩa là hang cọp. Ở đây thì xưa kia người ta có nhiều con hổ sinh sống á. Trong hang động. Tuy nhiên thì một số người lại cho rằng thì tên này nó xuất phát từ cái việc mà đứng ở trong cái hang động nghe được cái tiếng nước chảy vào hòa vào nhau giống như mà là một cái tiếng hổ, con hổ nó gầm gừ á anh Thành. Nên người ta sẽ gọi là hang hổ. Ôi rất là mát nhưng mà đèn này nó không đủ sáng anh ha. Đây nè, ở đây nó có giọt nước nè. Ờ, có ẩm nè. Đây. Những cái hình thạch nhũ á. Đẹp quá. Không tưởng tượng được luôn á. Ở đây thì những có những cái giọt nước li ti nè. Ở đây vẫn còn ẩm ướt nha. Ở đây là đá gì anh ha? Đá tự nhiên. Đá tự nhiên trong lâu này chỉ nhìn rất là nhỏ và cũng đá thạch nhũ ấy. À giống như đá thạch nhũ ha. Chính là thạch nhũ đấy. Nó bị bào mòn anh hả? Đấy nó đợi qua nghìn năm trước đó. Đây. Không thể tin được. Nó lại có những cái giọt nước li ti như thế này nè. Vô đây rất là mát. Dạ. Càng sợ. Ôi. Đúng là một kỳ quan anh ha. Đây. Cây này thì em tưởng tượng giống như là một cây xương rồng phải không anh hả? Đúng rồi đấy. Bước lên đây mới thấy được cái vẻ đẹp của nó nè. Trời ơi. Ôi. Một cái hang động. Nó chẳng khác. Ở đây lại có những cái này là gì ta? Tạo hình của thiên nhiên nó rất là đẹp luôn. Ôi ôi, anh ơi là anh. Nhìn ở đây nè, nó chạy xuống nè. Nó giống như là những cái nhũ mà đúng không? À. Ồ. Ở đây giống như một cái bông bông sen nhỏ nè. Đúng không? Dạ. Dạ. Nó đá mà nó cứ chạy xuống như thế này. Như này có một cái hang. Từ trên này nó chảy thẳng xuống như này luôn, đụng ở đây luôn. Nhưng mà mình cứ ngỡ là đất á, nhưng mà gờ vô đó nó là một khối đá nha, nó là một khối đá. Em cứ lúc nãy thì cứ sợ đụng cái tay, sợ đụng cái tay vô nó sẽ dơ cái tay, nhưng mà đây hoàn toàn là một khối đá. Và đặc biệt là hang này rất là mát. Ôi nước thì nhiễu lên. Ô đây cũng là một khối đá luôn nè. Dạ. Ôi nước nó nhiễu lên đầu. Đá lắm. Dạ. Khá là hứng thú với cái hang này. Đây thì cũng là đá luôn nha. Bình thường thì mình cứ nghĩ ở đây là bùn, nhưng mà không,
đá rất là chắc chắn. Chiều dài của hang động này là bao nhiêu anh ha? 3 cây số. Ờ. Tầm 3 cây số. Ờ, nhưng mà tạo quá không biết tại sao mà lại làm cho nó đủ độ cao để mình đi nè anh ha. Độ cao tự nhiên đấy, còn à, số thì có thể nâng lên và hạ xuống thôi. Ồ, đây nè. Không nhiều người được thấy được cái cảnh này này. Ở đây thì giống như những cái gì ta? Anh tưởng tượng nó giống như là những cái lá của cái, em tưởng tượng giống như lá của những cái lá lưỡi hổ ở trong cây lưỡi hổ ở trong quê em á. À, nó mỏng mỏng giống vậy. À, không phải. Một lần được khám phá hang động như thế này là tuyệt vời rồi. Đi ra. Mặc dù là thời tiết khá là khô hạn anh ha, nhưng mà nước nó vẫn chảy xuống như thế này liên tục. Ở quanh năm luôn hả? À, cô bác quý anh chị cứ nghĩ ra đó là hình thù gì thì nó sẽ ra là hình thù đó. Nhưng ở đây nè, mình cứ tưởng tượng rằng những cái giọt nước nó chảy làm cho đá nó tan chảy ra. Thì sau khi mà đá nó tan chảy ra thì cục đá nó sẽ đóng lại ở đây và tạo nên những cái hình thù, phải nói là một tuyệt tác, giống như là những người thợ hồ họ đắp lên, họ tạo một cái hòn non bộ. Nhưng mà đây hoàn toàn là tự nhiên, đúng không? Còn một cái đặc biệt nữa đó là hoa sen, đúng không anh? Hoa sen úp ngược á. Khi mà một lần đến đây thì nói gọi là đi du lịch thì cũng không đúng, mà phải gọi là đi khám phá những cái hang động, những cái câu chuyện mà kỳ bí mà thiên nhiên tạo ra, con người khó có thể giải thích được. Ôi, giống như một cái tiếng mưa anh hả? À, em nghĩ là mưa lạ tả. Dạ. Ôi, cô bác anh chị, thì hiện nay Bùi Hồ đang ở đây là tầm giữa hang động chứ anh hả? À, tầm gần giữa hang động, một cái tuyệt tác rất là tuyệt vời. Chắc phải ngừng một cái và chụp hình một cái mới được. Càng vô sâu thì hệ thống hang động nó càng rộng thoáng và kỳ bí. Ở đây gọi giống như là một cái sân. À, đây là tái tạo của ruộng bậc thang, đúng không? Ồ, rất đẹp. Anh lên đó được không anh? À, nguy hiểm lắm hả? À, tái tạo của một cái ruộng bậc thang, cái này là tự nhiên hết anh ha anh? Tất cả những cái gọi là chân thang này đều là tự nhiên, không có tác động của con người. Giống như là ruộng bậc thang đúng thật. Đây, có cái này là tác động của con người nè. Nhờ hệ thống đèn nữa thì cái hang động này, nó sự kỳ bí của nó càng ngày càng hiện rõ anh ha. Ai đã phát hiện ra hang động này anh Thành hả? À, đây tối quá. Đây là những cái ngõ ngách mà do con người phát hiện được thôi. Vì cái hệ thống nước nhiễu ở trên từ cái hang động xuống nên đường đi nó cũng khá là trơn trượt, nên cô bác quý anh chị có dịp mà về Cao Bằng ở đi hang động ngườm ngao như thế này thì cũng phải hết sức là cẩn thận.
Ôi đường đó mình đi được đứa anh ha. Đường này không chịu được. Chỉ vào cái xe này thôi. Nhưng mà có thể đường đó là người ta sẽ phát hiện ra được nữa những cái mới. Đúng rồi. Khám phá lại kinh nghiệm của anh. Góc cách đấy. Ở đây là nhà tắm biển. Để bảo đảm an toàn thì ở đây có hệ thống lan can. Hàng đi. Cái này, cái hàng này, xong cái sợi lăn đây. Dạ. Tôi gặp thứ quay như cái nó mà nó hẹp. Phải nói là tạo nên những cái nhũ giống như là những cái san hô á, những cái gặn san hô á. Không gì có thể tưởng tượng được. Ở đây giống như là một cái bánh kem, nó bị chảy kem xuống. Thì ai cứ thèm gì tưởng tượng đó. Đừng đi tưởng tượng là nghêu rồi. Mực. Có một cái hệ thống cảnh báo. Thì trong cả cái hang động thì cái nơi này là cảnh báo. Từ từ chui qua, coi chừng đụng đầu. Nè. Thấy không? Ê à. Ở đây có một vũng nước anh ha. Nước này khá là trong nè. Khá là trong và mát luôn. Rửa mặt cái nha. Nước suối mà. Vẫn không hôi mùi à. Mùi à. Những cái con dơi. Phải nói thì đây còn phải nói là tiệt tác hơn ha anh ha. Đúng rồi. Cũng rất là đặc biệt. Gần như là cái điểm của mình hang rồi. Đấy. Thì đầu khi có cái gốc sen mà người ta chụp ảnh đấy. Ở đây chắc có lẽ là nơi rộng nhất của hang. Và giống như một cây cột trụ trời. Ở trên kia là cả một bầu trời và với những cái khối thạch nhũ cực kỳ đẹp. Ôi. Nè. Nó giống như là những cái bông đó. Không phải là dễ có được đâu. Tưởng tượng ra giống như là những cái cây xương rồng gì đó. Ồ. Oh, đây nữa. Đẹp quá. Quá đẹp luôn. Khi mà nhìn xuống ở dưới này thì Bùi Hồ cứ tưởng tượng rằng là những cái bãi cát bị sóng đánh anh. Bãi cát bị sóng đánh cứ dồn dập vào thì nó tạo nên những cái luồng cát nó cứ nhấp nhô. Nhìn cực kỳ mê ly luôn á. Ha? Anh có nghĩ tưởng tượng ra gì không? Em ở bờ biển em có sự rất là hay. Hay là kiểu gần giống như một thang tiếp núi từng bậc cái này à. Trên kia là cả một cái hệ thống rộng lớn. Ở mình có hai lối đi không, đây là cũng nằm trên bông sen đấy à. Khi chúng tôi đi thì được đoàn hướng dẫn, một hướng dẫn viên hướng dẫn đoàn, thì đây là cây san hô đá khổng lồ và bên kia là một cái chiếc buồm. Đi xuống đài sen. Ôi tối quá. Cái cây đó anh nghĩ là gì à? Cây vòi rồng ấy. Giống như một cái cây vòi rồng ha. Cây vòi rồng, vòi con rồng ấy. Chứ vòi cá, vòi rồng ấy. À. Đó là thế. Anh chỉ có từng vòi trong vòi. Cái hồ đang lên sân đó. Cao Bằng đúng là có những cái kỳ quan, không phải là nơi nào cũng có. Mặc dù hai anh em chạy qua đoạn đường. Ôi. Nơi này chính là tuyệt tác của thiên nhiên. Một cái đài sen. Đây là đài sen úp ngược anh hả? Để em vô em đứng cái thử anh nha. Ở đây là những cái cánh sen đúng không? Đây là những cái cánh sen. Rất là hoàn hảo đúng không anh à? Ôi thì đoạn nước này thì là
Ồ, không sao, để em chui vô được cái nha. Thì ở đây, ở trong đây nó sẽ có những cái thứ giống như là người ta gọi là gương sen đó anh. Ở tháp 10 của em thì người ta sẽ gọi là gương sen. Thôi em đi dài đi, vì em là sen rồi. Rồi, đây là những cái hộp sen á. Và bên đây thì là những cái cánh sen. Nó được, cái bông sen này nó được nở ra phân nửa thôi. Ha. Rất đẹp. Sau khi một hành trình dài khoảng tầm 30 phút, Quỳ Hồ đang có mặt tại hang Ngùm Ngao. Và một cái nơi đặc biệt nhất đó chính là đài sen úp ngược. Thì khi đến hang Ngùm Ngao này có 3 điểm mà Quỳ Hồ rất là thích thú. Một là giống như một hệ thống nước phun nhỏ tạo cho mình một cái cảm giác rất là dễ chịu. Hai là những cái khối thạch nhũ. Và ba chính là nơi đây, chính là cái đài sen úp ngược này, nơi mà các bạn trẻ, các bạn thường hay đi phượt, thường hay check in với nhau tại cái địa điểm này. Thì Bùi Hồ đang có mặt tại đây. Thì mong video clip này sẽ mang một cái thông điệp rất là dễ thương từ tỉnh Cao Bằng đến cô bác quý anh chị có dịp về đây để ngắm hang Ngùm Ngao một lần nhé. Ngược cái lối mình đi vào, nhưng mà anh Thành nói đây là cái lối ra, một cái lối đi khác. Này là tượng ông Phật. Ông Phật ngồi hả? Ông Phật ngồi. Ôi. Hệ thống đèn gọi lên tạo nên một cái hệ thống nước với lại đá, nó tạo nên một cái sự óng ánh kỳ lạ. Em thấy được là ba cái ánh sáng từ mặt trời gọi xuống, đó là thông lên trên đỉnh núi ở trên đó, giống như hai con mắt với một cái miệng á, giống như hai con mắt một cái miệng nè. Ồ, phải không, của một vị sơn thần. Cái cửa mà sáng sáng màu xanh xanh là lối ra. Lúc nãy thì đi mặc áo khoác, nhưng mà cởi áo khoác ra thì phong cảnh khá là, cái cảm giác khá là tuyệt vời. Thì hàng năm vào tháng nào thì du khách sẽ đi vào hang này nhiều nhất anh hả? Và anh thấy họ vào dịp lễ Tết thì là 30 tháng 4 tháng 5. Cái này trông như có vỏ than đấy nhỉ? Đây là đất ở đầu, ở cửa hai trên này họ đem xuống đắp vào đây thôi. Cái đó là do tác động. Khá đẹp. Đây là cái điểm nơi mà ra ngoài sông hang Ngùm Ngao. Khá là đẹp, khá thú vị.